Ngay khi Hà Nội xuất hiện những ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng, UBND thành phố đã gửi công điện hỏa tốc yêu cầu toàn thành phố kích hoạt hệ thống phòng chống dịch ở mức cao nhất. Các địa phương sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Vì chủng mới của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây nhiễm cao gấp 70 lần so với trước, do đó Ban chỉ đạo thành phố yêu cầu các cơ quan ban ngành cần nâng mức phòng dịch, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đại hội lần thứ 13 của Đảng. Nhận định tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn thành phố, trong công điện gửi các địa phương, lãnh đạo thành phố Hà Nội nêu rõ, cần khẩn trương rà soát tất cả những trường hợp có yếu tố dịch tễ, khoanh vùng và truy vết thần tốc những trường hợp liên quan đến ca bệnh vừa phát hiện, tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định về nhập cảnh, cách ly y tế. Hôm nay, cái tinh thần công điện của Chủ tịch UBND thành phố thì sẽ kích hoạt toàn bộ hệ thống chính quyền các cấp ở cái mức độ cao hơn so với lại bình thường. Tôi đề nghị là y tế và CDC các đồng chí này cái tối đa là 3 ngày toàn bộ này chúng ta truy vết xong. Các cơ quan ban ngành cần tăng cường tuyên truyền hướng dẫn cộng đồng thực hiện đầy đủ các khuyến cáo phòng chống dịch, thực hiện tốt thông điệp 5K gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. Hạn chế tối đa tập trung đông người, hạn chế tổ chức các lễ hội, chủ động phát hiện, thông báo cho cơ quan chức năng các trường hợp nhập cảnh trái phép, vi phạm quy định phòng chống dịch. Cần có phương án ứng phó trong tình huống số ca mắc trong cộng đồng gia tăng. Chúng tôi đề nghị là phương án của Bộ Tư lệnh có phương án để bệnh viện dã chiến để chúng ta có thể sẵn sàng cách ly với trường hợp F1 nếu như mà khi mà ở cộng đồng số lượng tăng. Cùng với việc kích hoạt lại hệ thống phòng chống dịch, thành phố cũng sẽ khởi động lại hệ thống giám sát tại các địa phương. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng chống dịch, đặc biệt là không đeo khẩu trang và nhập cảnh trái phép.